Bây giờ thầy sẽ chữa cho con cái 10 câu liên quan đến cái chương trình nâng cao. Thì thầy đánh giá là thực ra thì chương trình nâng cao ta nhìn vào đây, nhưng thực tế thì cũng không có câu nào mà gọi là đến mức độ khó cả. Thầy nghĩ là các con đều có thể giải quyết được hết nếu như các con nắm vững cái kiến thức thôi, nhưng chưa phải đến mức độ phải quá thông minh. Ví dụ câu 51 là một loài lưỡng bội có 8 nhóm liên kết, thì chúng ta thấy rằng là số nhóm liên kết tương ứng với bộ đơn bội của loài, cho nên loài này sẽ là 2N bằng 16. Đấy. Vậy số nhân thể có trong mỗi tế bào ở thể 3 tức là 2N bằng 17. Khi đang ở kỳ giữa của nguyên phân, kỳ giữa nguyên phân những thể toàn thể kép có 17 những thể kép, cho nên là bộ những thể là 17, phương án A là phần đúng. Câu 52, người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen thành dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội lên thì hỏi rằng ở đây có bao nhiêu dòng là chủng. Thì câu này thầy giảng chúng ta, thầy nghĩ rằng là các con không thể nào mà không làm được, quá đơn giản. Bởi vì chúng ta sẽ muốn xác định dòng thuần thì chúng ta xem là có bao nhiêu loại hạt phấn khác nhau, thì số loại hạt phấn, mỗi một loại phấn sẽ cho ra một cái dòng thuần. Và đây chúng ta quan tâm đến này, thứ nhất là A lớn nhỏ, B, D, đây, thế rồi E lớn và E nhỏ, thế rồi thì G lớn G nhỏ. Các con sẽ thấy rằng ở đây tổng cộng là chúng ta sẽ 2 mũ 3, tức là 2 x 2 x 2 bằng 8. Cụ thể là 8 dòng thuần khác nhau. Mỗi một loại giao tử nhân lên, được lưỡng bội hóa lên và nó thành thành một dòng thuần. Câu 53, Kimura đã đề xuất thuyết tiến hóa trung tính dựa trên cái nghiên cứu về biến đổi trong cấu trúc của gì? Kimura nói là sự tiến hóa được diễn ra một cái sự củng cố ngẫu nhiên những cái đột biến trung tính không liên quan đến cái chọn lọc tự nhiên. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái thuyết tiến hóa của Kimura, tức là ở mức độ phân tử, tức là ở đây là những biến đổi trong cấu trúc của phân tử ADN. Cụ thể là gì? Cụ thể ở đây là các đột biến gen và những đột biến mà trung tính, không có lợi, không có hại. Cho nên câu C là câu đúng. Câu 54, hiện nay một trong những biện pháp ứng dụng liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu và nhằm tìm cách chữa trị. Vậy thì ở đây người ta có thể bổ sung một gen lành vào cái cơ thể người bị bệnh. Đấy, câu A. Câu 55, một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử như ADN này có tỷ lệ là A cộng T trên G cộng X bằng 1/4, thì cái nu loại G là bao nhiêu? Thế thì A cộng T chia cho G cộng X bằng 1/4 thì nó sẽ là A ga trên 2G. Người ta bổ sung vì là ADN mày kép, các con mới được phép là 2G bằng 1/4, hay là A trên G bằng 1/4. Vậy thì cái số nu loại G sẽ gấp 4 là số nu loại A. Vậy thì chúng ta thấy rằng A cộng G thì tương ứng với 50%, cho nên là chỉ có phương án C mới là phương án đúng. Đấy, tức là G chiếm 40%, A chiếm 10%. Câu 56, khi nói về xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh thì xu hướng nào cho nên không đúng? Diễn thế nguyên sinh là gì? Khởi động từ môi trường chống trơn, sau đó thì một cái quần xã tiên phong đến và sau đó thì nó biến đổi môi trường. Tiếp theo là các quần xã liên tục thay thế lẫn nhau, và cuối cùng thường sẽ đến một quần xã tương đối ổn định, thế gọi là quần xã đỉnh cực. Đấy. Quần xã đỉnh cực là gì? Tức là quần xã mà có sự lượng loài phong phú, quan hệ sinh thái gắn bó chặt chẽ, lưới thức ăn đa dạng. Đấy, con chú ý. Vậy thì ở đây xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng. Cái này không chính xác rồi. Chúng ta chú ý rằng là ở đây không có chuyện ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng mở rộng cả. Đấy, đấy là cái điểm mà chúng ta chú ý. Vậy thì cái phương án A này là phương án mà chúng ta thấy rằng không chính xác. Đấy. Câu B, tính đa dạng về loài tăng. Đúng là khi mà cái quá trình diễn thế nguyên sinh thì theo cái hướng chúng ta biết rằng là cái số lượng quần thể khác loài sẽ nhiều dần lên, và cuối cùng cái hướng là dẫn đến quần chất đỉnh cực, cho nên là phương án B chính là cái phương án chúng thấy rằng nó đúng với diễn thế nguyên sinh. Đấy. Câu C là tổng hợp sản lượng sinh vật được tăng lên, đúng với diễn thế nguyên sinh. Câu D là lưới thức ăn ngày trên phức tạp, đúng với nguyên sinh. Vậy A là cái phương án mà chúng ta cần tìm. Đấy, các con chú ý rằng là ở đây con cũng phải nhớ được khái niệm là ổ sinh thái là cái khoảng không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái nằm trong cái giới hạn chịu đựng giúp sinh vật có thể tồn tại ổn định trong thời gian dài. Đấy, chúng ta chú ý.
Câu 55 xong rồi, câu 56 xong, câu 57. Một trong những đặc điểm của khu sinh học rừng lá rộng, lá rụng theo mùa. Các con chú ý rằng là đây là cái, ở đây muốn nói đến cái gì, đến là cái các cái rừng lá rộng ôn đới. Đấy, tức là nó có một cái mùa đông lạnh, lạnh. Ở đây cái rụng lá là gì, để giảm bớt cái sự phát sinh nước. Vậy thì chúng ta xem là A là kiểu rừng này tập trung nhiều ở vùng xích đạo, nơi có độ nhiệt độ cao nhiều. À, các con thấy là không chính xác. Ở vùng xích đạo thì có gì? Có các cái rừng nhiệt đới, ví dụ savan chẳng hạn, hoặc hoang mạc. Đấy, các con ý, hoặc là sa mạc. Còn B là nhóm thực vật chiếm ưu thế là rêu và cỏ bông. Cái này thì nó ở vùng Bắc Cực rồi, không phải là cái vùng rừng lá rộng ôn đới. Câu C là khu hệ động vật khá đa dạng nhưng mà không có loài nào chiếm ưu thế. Thì đây chính là một đặc điểm của cái rừng lá rộng, lá rụng theo mùa, các con chú ý. Cho nên là C đến chính là cái đáp án chúng ta cần tìm. D thì khí hậu lạnh quanh năm, cây lá kim chiếm ưu thế. Thì các con thấy rằng đây chính là cái ví dụ về cái, đây là những đặc điểm mà ở cái rừng lá kim phương Bắc đấy, hay là cận Bắc Cực. Câu 58. Những câu này để làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể, làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với cái vốn gen ban đầu. Thế thì đột biến thì chúng ta thấy rằng là một nhân tố mà làm thay đổi cái tần số cái allele rất là chậm. Đấy, ở đây thì người ta nói rằng là cái nhân tố làm sao để làm thay đổi giảm kích thước quần thể một cách đáng kể thì và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt, thì cái ở đây cái ý thứ hai tức là đột biến thì nó làm cho cái vốn gen quần thể thay đổi rất chậm, cho nên A không phải. Cái giao phối ngẫu nhiên, giao phối ngẫu nhiên thì không làm thay đổi tần số allele, không làm đối với một quần thể mà ở đây là có thể làm giảm cái kích thước quần thể thì không đúng. Giao phối ngẫu nhiên chính là hình thức giao phối mà nó hạn chế xuất hiện các cái đầu lặn và khi đó thì nó làm tăng tính đa dạng di truyền. Đấy. Vậy không phải là đáp án chúng ta cần tìm. Câu C, giao phối không ngẫu nhiên. Giao phối không ngẫu nhiên thì không làm cho vốn gen quần thể khác hẳn vốn gen ban đầu. Đấy, và chúng ta chú ý rằng là ở đây nó không làm thay đổi tần số allele, cho nên là không phải là cái đáp án cần tìm. Vậy thì chỉ có yếu tố D, tức là yếu tố ngẫu nhiên, thay đổi một cách đột ngột, một cách bất thường. Đấy, chúng ta chú ý, giảm kích thước quần thể một cách đáng kể. Rồi, ví dụ như lũ lụt, ví dụ cháy rừng chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là núi lửa. Đấy. Câu 59, thì chúng ta thấy rằng là ở F2 thì thu được cái tỷ lệ là 81,25%, thì con thấy rằng là nó là 13,16. Vậy cái F2 nó là 13 hoa trắng và 3 hoa đỏ. Vậy các con thấy rằng đây chính là cái kiểu tương tác áp chế của gen trội. Và ở F1 có kiểu gen phải là A lớn nhỏ, B lớn với nhỏ. Bởi vì đây là 16 kiểu thuộc giao tử và F1 lai với nhau. Đấy, F1 tự phấn. Vậy ta phân tích cái này ra. 9 3 1 3 Đấy. Thì đây là 13 hoa trắng. Còn đây là 3 hoa đỏ. Xong. À, bây giờ không thể nào đột biến theo lý thuyết được đời con. Số cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn. Đâu tử lặn? Tức là cho cái cây F1 này, cái F1 tức là cây lớn nhỏ với lớn nhỏ lai với những cái cây hoa đỏ này. Thế thì con thấy rằng trong cái ba này thì ta sẽ chia ra này, 1 a nhỏ a nhỏ b lớn b lớn, 2 a nhỏ b lớn b nhỏ. Thế mà khi mà lai mà lại chỉ thu được đời con có hiểu gen đồng hợp lặn thì chỉ là thằng này thôi. Đấy, chỉ thằng này thôi, cho nên là thằng này chiếm 2/3. Các con thấy rằng sẽ là 2/3 a nhỏ b lớn b nhỏ. Vậy thì xác suất đầu lặn là cái gì? Các con thấy 2/3 này, lặn là 1/2, lặn là 1/4. Đấy, và chúng ta sẽ có được 1/12 chính là đáp án cần tìm. Câu 60. Câu 60 thì đây là một câu mà chúng thấy rằng thực chất là cuối cùng nó là liên quan đến di truyền học quần thể. A là cao này, A nhỏ là quy định thân thấp, P là A lớn lớn, A nhỏ nhỏ, F1 thu được 100% A lớn A nhỏ, cho F1 lai với nhau, F2 thu được, các con thấy rằng là 1 A lớn lớn, 2 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ A nhỏ. Ở đây cho F1 tự phấn, xin lỗi, F1 tự phấn thì F2 thu được cái này.
Và người ta lại cho F2 tiếp tục tự độ phấn, thì con thấy rằng lúc này nó sẽ là một cái quần thể tự độ phấn ngẫu. Đấy. Thế thì trong một quần thể mà nếu như tự độ phấn thì các con thấy rằng cái dị hợp nó sẽ giảm dần. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là chuyển ra nó sẽ là 0,25 a lớn lớn, 0,5 a lớn nhỏ và 0,25 a nhỏ nhỏ. Thế bây giờ con cách tính nhanh nhất bây giờ là con tìm kiểu hình lặn. Cho nên là cái thằng a nhỏ nhỏ sau thế hệ tiếp theo tự độ phấn sẽ là 0,25 cộng với 0,5 nhân 1 trừ 1 phần 2 trên 2. Đấy. Và các con sẽ ra được cái tỷ lệ của nó sẽ là 3/8. Cho nên chính là phương án C. Phương án C là phương án chính xác. Đấy. Vậy các con thấy rằng là nhìn vào cái đề thi đại học các con thấy rằng là thực ra đề thi đó không quá khó. Mà quan trọng là gì nhỉ? Trong mỗi một cái bài giảng chúng ta cố gắng nắm bắt cái bản chất vấn đề. Thầy nghĩ rằng nếu như tất cả các con mà trong khi mà tham gia cái khóa luyện thi đại học đảm bảo cũng như là tham gia cái khóa giải đề mà thầy đã làm, mà chúng ta cứ cố gắng nắm, chỉ cần nắm và nhớ được những kiến thức mà thầy đã đưa ra, thì cái việc mà chúng ta kém may mắn một chút để kiếm 9,5 điểm không phải là cái gì quá khó. Các con thấy rất nhiều cái bài tập mà thực tế thì thầy đã ra rồi. Đấy. Hầu như bài nào cũng đã được thầy chữa, và chỉ có người ta sẽ biến đổi một chút. Đấy. À, bài này hoàn toàn hôm trước thầy đã giải trong cái đề thi thử. Đấy. Đối với bài này thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn thì không có gì là khó cả. Đấy. Những cái kiến thức liên quan đến cái quần thể ngẫu phối, quần thể tự độ phấn, về cấu trúc di truyền quần thể thầy nói rất là rõ. Và hoàn toàn đây chúng ta thấy rằng không có cái gì là đến mức độ lắt léo cả, mà chúng ta chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản, chúng ta chăm chỉ ôn tập là chúng ta có thể làm tốt được. Đấy. Và thầy hy vọng rằng các con đều được rất là cao. Đấy. Và đỗ vào cái trường đại học mà con mong muốn. Xin chào các con và hẹn gặp lại các con ở trong những cái buổi học tiếp theo.